Tôi về đây. À, sao lại về? Tôi trả lời rồi đấy. Về điều gì? Về câu hỏi. Người ta chả nghe cái gì cả. Nhìn là được rồi. Tôi đến đây để nói cho chị biết, tôi vẫn giữ nguyên lời tỏ tình. Mà lòng chị như nào tôi biết hết. Chị thử một lần dũng cảm trả lời cho tôi xem. Chị có muốn làm bạn gái của tôi không? Tất nhiên là không phải ngay lúc này. Dưới khung cảnh này lại còn ban ngày thì làm sao mà lãng mạn được. Tôi đợi. Đúng là đồ thân lừa hơi nặng mà. Đến để trả lời tôi à? Ăn sáng đi. Mình xin. Mày đừng có tưởng bở. Tôi đến để nói về chuyện thuê người của cậu đấy. Cậu phải chăm chút cho ông thần tài kỹ vào. Nếu không mà không có khách đâu. Sau chuyện xảy ra vừa rồi mà vẫn muốn người ta tuyển thêm người làm à? Vẫn phải thuê người làm tiếp. Nhưng phải rút kinh nghiệm sau sự cố vừa rồi. Không phải thấy ai là cũng nhận luôn. Phải kiểm tra, đánh giá cả năng lực lẫn nhân cách của người đến xin việc chứ. Tôi sẽ giúp cậu. Chị nói đúng. Nếu như tôi tinh ý hơn thì đã không tuyển một thằng lưu manh lươn lẹo để tạo điều kiện cho nó làm việc sẵn bận nhờ. Tôi cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Lỗi gì? Chả liên quan. Nếu như tôi không thúc ép cậu thuê người làm thì cậu đã không nhận bừa cậu ta. Chị chẳng có lỗi gì hết. Trước giờ những điều chị làm là đều muốn tốt cho tôi. Chị lo cho tôi, quan tâm tôi như thế. Tôi có phải là ngốc đâu mà không biết được chứ. Tôi có thể tuyển sai người làm, nhưng chắc chắn sẽ không yêu nhầm người đâu. Chưa chắc. Biết đâu đến một ngày cơm không lành, canh chẳng ngọt. Hối hận thì sao? Thì đến lúc đó cơm canh tính sau. Tôi không muốn ngày hôm nay mình phải sống vì ngày mai. Vì đến ngày mai chị sẽ lại vì sau này nữa. Thay vì nghĩ về những chuyện chưa đến, hạnh phúc hiện tại không tốt hơn à? Cậu không hợp mấy kiểu triết lý này đâu. Thì sao? Người ta thích thế đấy. Học được lòng hơi bị khó. Nhưng chắc chắn tôi không thấp kém. Và có trách nhiệm với người mình yêu. Tay còn đau không? Không. À, còn. Đưa đây cho xem nào. Đưa đây. Kìa, nó nhìn đấy. Qua chỗ khác đi. Sao bây giờ nhiều lúc cũng thấy sai sai, nhưng mà sai thì cứ để cho sai thôi. Hỏi cái gì đấy? Tôi về đây. À, sao lại về?
Tôi trả lời rồi đấy. Về điều gì? Về câu hỏi. Người ta chả nghe cái gì cả. Nhìn là được rồi. Trái tim này có ý nghĩa là gì nhỉ? Người ta nói rồi, đây hiểu hết. Nếu mà không dám nói ra bằng lời ấy, tức là chưa sẵn sàng. Lời nói gió bay, mà tôi đã biết ra rồi thì không rút lại đâu. Giờ có muốn rút cũng không thoát được đâu. Cái miếng bột này sẽ được đóng vào khung kính. Để làm bằng chứng. Chứng minh tình yêu đến trọn đời luôn. Y là ai? Yến à? Là ai tự biết? Thế còn Hờ? Hải Hoàng Huy? Hờ nào phải nói rõ ra chứ? Là Hùng! Được chưa? Thật ra đấy là việc riêng của họ mà. Đâu có liên quan gì đến anh nữa đâu. Cũng đúng thật. Như anh Hùng là người thân của em, niềm vui của anh ấy cũng là niềm vui của em. Em muốn chia sẻ với anh, nhưng mà em quên mất. Những điều em quan tâm chưa chắc là thứ anh để ý. Em đã nhạy cảm rồi đấy. Ý anh là em trẻ con hay suy diễn linh tinh à? Thì cũng hơi hơi còn gì nữa. Từ lúc mình hẹn hò, anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình, bố mẹ, bạn bè của anh. Cho nên anh cũng không muốn nghe em kể về người thân, bạn bè của em đúng không? Điều đó làm em nghĩ mình chẳng quan trọng gì với anh cả. Và anh cũng không cần phải quan trọng với em làm gì. Nhưng mà nếu như vậy thì mình yêu nhau kiểu gì hả anh? Tôi muốn Dũng sao chép hồ sơ thầu dự án cung cấp thiết bị điện tử công nghệ cao. Á Đông đang dồn tất cả nguồn lực vào đó. Nếu anh Vinh thua, anh ta sẽ mất hết và tụt dốc không phanh. Vinh biết Dũng thích bạn gái của anh ta, nhưng vẫn để Dũng ở lại Á Đông. Biết vì sao không? Vì coi thường Dũng. Không bao giờ coi Dũng là đối thủ cả, hay có khả năng làm tổn thất anh ta dù là cái móng tay. Muốn người ta không khinh mình thì mình phải hơn người ta. Nếu không hơn được thì mình phải đạp chúng nó ngã xuống thấp hơn mình. Khỏe khoảng khắp nơi. Làm bữa cô ra mắt nhà trai trước đi. Đừng có mà sỗ sàng làm người ta sợ. Đợi đến sinh nhật bố Nam rồi tính. Hôm ấy mày lấy tan ra nhá. Khá lắm anh trai. Chúc mừng Hoa đã có lọ.
Alo, ai đấy ạ? Có phải máy anh Vinh không ạ? Trần Thành Vinh. Đúng rồi. Xin lỗi, ai đang cầm máy đấy ạ? Có thể chuyển máy cho anh Vinh được không ạ? Thế em là ai? Ý chị không hỏi tên. Vì Phương Đông đã hiện trên máy rồi.